Xin chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ cắt dán cái đĩa. Để làm sản phẩm này mình cần chuẩn bị đó là dây thủ công, bút dạng, kéo cắt và hồ dán. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nào.